Alo, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh DuMD, một cái kênh cung cấp kiến thức về Android và Java. Nếu các bạn thấy kênh của mình có cái tí hữu ích gì đấy cho các bạn thì các bạn nhớ ấn đăng ký nha. Đấy, nhớ ấn đăng ký và like video nữa. Thì như những video trước thì ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một con game. Chắc các bạn nào cũng chơi cái game đuổi hình bắt chữ rồi đúng không? Hoặc bạn nào chưa chơi thì có thể lên Google nha. Tại thấy game mình hôm nay là nó có cái hình xong rồi mình toán chữ được kéo hết đấy, nó có khá là nhiều phiên bản á đấy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn là các bạn làm cái con game này bằng Android Store, ok chưa đấy. Rồi bắt đầu mở Android Store lên nhá. Start new Android Store project. Các bạn chọn MP ATV cho mình. Next. Rồi đến cái mục quan trọng rồi. Đây là cái mục đặt tên cho app. Tên gì là nhỉ? Hình bắt chữ. Đuổi hình bắt chữ. Đại khái là game này nó cũng khá là hay. Nó cũng giống như kiểu là nó đại khái là chơi nó cũng khá hay. Thì đại khái là kiểu gì thì kiểu các bạn cũng tìm ra được đáp án. Rồi các bạn nhấn finish nha. Máy mình hơi lag nha nên các bạn thông cảm. Thời gian đợi là tạo project giống như kiểu cái thời gian mình đợi tin nhắn của Cross ấy. Nhanh lên nào. Ok, cuối cùng cũng được. Rồi, thì bây giờ bắt đầu vào cái thiết kế giao diện thế nha. Thì ở video này mình sẽ các bạn làm cái giao diện đầu tiên ấy, cái màn đầu tiên ấy. Thì chữ app. Đó, xem hình ảnh nha, xem qua mà nhìn ngon ngon, đẹp đẹp, xinh xinh không? Rồi, ăn cắp của nó nhá. Lưu cái hình ảnh lại. Đó. Tên cho là logo. Logo của app. Đó. Tiếp sau đấy thì mình ra cái chỗ desktop. Copy Ctrl C cái hình vừa ấy mình mới tải về này. Sau đó các bạn nhìn trong này nha. Từ một app thì nó có chia ra nhiều file, nhiều folder á. Thì các bạn nhìn vào folder của mình, chọn Drawable. Paste thẳng vào đây. Đấy. Các bạn nhớ chọn Drawable nha. Thì dạ, còn cái kia thì là nó để dùng cho màn hình khác. Ok. Sang bên này nếu như các bạn dùng cái thằng Android 3.5 trở xuống á, Android Studio 3.5 trở xuống á thì nó là cái thằng khá là đơn giản và dễ dùng. Đấy. Còn với cái thằng mới nhất á là thằng Android Studio 3.6 á thì nó chủ yếu là khi mà vào á chưa chủ yếu các bạn dẫn nó hướng dẫn các bạn cái mục dẫn đến kéo thả, có nghĩa kéo sang bên này thả sang bên này, kéo sang bên này thả bên này, nhưng mình không ở video này thì mình không không dẫn thế, mình sẽ sang phần text à. Đấy. Bên này đấy thì lúc này ở đây thì mình sẽ code bên này và cái giao diện nó hiện được ở bên này đấy. Đấy đại khái là code đến đâu nó hiện đến đấy, ok chưa? Thì đầu tiên mình sửa thằng này thành Redis nha. Đấy. Redis thôi không. Cứ thích ấy. Mình sẽ sửa thành này đi. Đấy, ok chưa? Và mình sẽ cho nó thêm một kiểu sắp xếp là Orientation Horizontal Vertical. Đấy. Và quên bỏ mẹ ra. Quên rồi. App đâu phải có mỗi logo. Nó còn có cả hình nền. Rồi kiếm cái hình nền nào đẹp đẹp nào. Android Whopper. Mình gọi đọc là Whopper, thật ra nó đích phải là Whopper. Chữ hay mình đích biết gì đâu. Khổ. Nào kiếm hình nào đẹp nha, đây nhiều màu. Nhìn hình không, kiếm hình nào nó nhiều màu nhìn nó giống ở trong ba sàn. Nhìn nó mới hấp dẫn. Chả thấy hình nào đẹp. Cái này anime quá.
Đây, chọn cái hình này đi. Rồi, tải cái ảnh này xuống. Tải xuống này mình sẽ đặt nền app này. Đó. Đấy, công việc đơn giản. Vào đây, copy hình. Đấy, paste vào drawable. Đây, đó, xong luôn. Rồi, xong. Đấy. Rồi, vào đây mình sẽ cho nó một cái file background. Đấy, file background là chính là nền app. Đó. Đấy, các bạn gọi đúng hình ra là được nhá. Đấy, sẽ được như này này. Đấy. Rồi, tiếp đến nhá. Tiếp đến thì là mình sẽ cho nó một cái logo. Cho nó... cho nó cái logo ra đây. Cho nó cái logo đây thì mình ở đây mình sẽ tạo ra cho nó một cái reactive nha. Đó, thằng này là COVID là mắc parent. Mình cho là 150 dp. Đấy. Đóng cái thẻ lại. Thằng này mình sẽ cho nó cái graffiti là center. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà các bạn cho center ấy, thì chắc chắn là những cái item các bạn viết trong này nó sẽ căn ra giữa. Đấy. Rồi. À, thì ở đây mình sẽ có một cái image view. Có độ dài là 50 dp. À, 50 bé quá. 70 dp. Ok. Thế là ngày hai mình để là 70 dp. Đấy. Thuộc phát. Đấy. Các bạn cho nó một cái thằng src. Đấy. Chính là cái thằng logo của app. Đấy. Nhưng mà nhìn u không 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 đẹp, không đẹp, không đẹp, không đẹp. 70 vẫn bé. 100. Trăm vẫn xấu nhỉ, sửa đi, mình sẽ sửa lại nhá. Này thành mắt đẹp này, đấy, thằng này cũng mắt đẹp này. Nhìn nó to đẹp hơn rồi không? Như thế thì thằng này ở đây mình cái này như này ao chứa nó, mình cho nó một cái margin. Margin là sao? Margin nghĩa là căn nẻ, căn bốn nẻ, bốn phía đấy. Margin 10 dp. Đấy, đấy, tầm này nhìn đẹp rồi, ok à. Đấy, xong tiếp bên dưới mình sẽ cho nó một cái nút để chơi đúng không? Cái nút bây giờ đến cái nút thì ở đây mình sẽ cho nó một cái, cũng một cái. Đây, các bạn copy in nguyên thằng này cho mình. Lên C, paste xuống dưới này. Và sửa một loại một kẹo. À, thằng này thành map parent. Đó. Và bây giờ mình ở đây không phải làm cái image view nữa, mà là cái nút button. Nó độ dài là 200 dp đi. 100 dp. Đấy. Và cái hay là map parent. À, cái hay nhập 60 dp rồi. 60 dp. Đấy. Đóng thẻ lại. Nhìn nó có vẻ hơi đơn điệu đúng không? Thế nếu thế thì mình sẽ kiếm một cái background nút cho nó. Ok. Để xem nào. Xem có cái background đẹp không. À, xin giới thiệu các bạn, đây là cái game giải đố nhá. Mình đang quay video cái về cái game này ở trên cũng ở trên kênh UV của mình đấy. Thì các bạn có thể rảnh thì các bạn này vào đây xem, có khá nhiều ạ. Ừ. Thì mình sẽ mượn, khá là mượn xem trong drawable thằng này có cái background nhìn đẹp đẹp không. Đấy, đây rồi. Đẹp. Rồi, sao đây này. Paste vào đây. Mượn nó em paste vào đây. Đấy, phải btl xanh. Đấy. Và đây mình sẽ set cho cái background là cái btl xanh. Đó, nhìn nó nổi không. Đấy, cho một thằng tay đây. Chơi. Ừ. Cho cái tay sai 20 fp. Đấy, cho đẹp tí. Cái tay sai đó là bao lần đi. Đó. Ok. Cái graffiti nhìn này là center. Các bạn hãy chú ý một chút nhá. Các bạn nhìn thấy chơi mình không? Đấy, ở đây nó là mình viết thường nhá. Chữ H và chữ Ơ viết Y. Chữ Y đó, viết thường. Không, nhưng kia là một chữ hoa. Đó là do cái thằng text on cap. Nghĩa là sao? Nghĩa là viết hoa.
Có nghĩa là nếu như các bạn để chu thì nó mặc định nó sẽ biết hoa và mặc định là nó là chu rồi. Còn nếu như các bạn sửa, các bạn chuyển thành fail đó, thì nó sẽ viết thường cho các bạn, viết đúng theo cái định dạng mà các bạn chuyển vào. Ok chưa? Ừ. Rồi xong. Thế là xong rồi cái màn hình ấy rồi đúng không? Từ đường mình chỉnh lại một chút nhá. Cái thằng này margin 10 không không được, không được. Cho mình cho nó một cái margin tốt tầm 50 dp. Đấy, để nhìn cho nó căn đỡ cân đối tí. Đấy. Rồi, thế là đã xong màn hình đầu tiên. Rồi. Thì là màn hình tiên của mình chắc chỉ có thế này thôi. Ok. Thì video của mình xin được dừng lại đây. Nếu các bạn cảm thấy thích á thì các bạn nhớ nhấn like bên dưới nhá. Và nếu như các bạn muốn tham khảo cái app này ấy, thì mình sẽ có để link app mình làm ở dưới phần mô tả. Nếu như mà các bạn ủng hộ mình ấy thì nhớ nhấn đăng ký. Nhấn đăng ký cũng như là like nhiều lên đấy. Hay là có ý tưởng gì thì nhớ comment bên dưới cho mình biết. Đấy. Thì mình sẽ dựa vào ý tưởng các bạn và các bạn mình sẽ hỏi. Còn nếu như mà có thắc mắc, nếu như có thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình luôn thông qua cái gì? Đây. Thông qua cái đường link Facebook này. Đó là trang fanpage của mình. Các bạn có thể nhắn tin cho fanpage và mình sẽ trả lời các bạn. Ok chưa? Rồi. Nếu như muốn tìm hiểu hay ho, nhiều cái hay ho nữa thì các bạn cũng thể vào trang web của mình. Đấy. Đấy. Trang web của mình đây. Mình cũng mới làm thôi. Thôi quảng cáo ấy, hơi nhiều nhỉ. Ok. Dừng ở đây thôi. Rồi. Video của mình xin được dừng lại ở đây. Chúc các bạn học lập trình vui vẻ nha. Bye.